Trận này có khi là ăn đấy. Không hiểu tại sao lại được thêm tân nữa. Phuh. 2002 máu. À cân được, anh kia cơ bản chưa cộng 15 nên có thể cân được. Alo xin chào bạn nhé, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một arc level 41. Mấy hôm nay vừa rồi làm 5x, 6x mãi rồi hôm nay lại quay lại 4x thôi. Thì đồng thời làm clip này thì mình cũng chúc mừng sinh nhật của bạn chủ arc. Bạn này có gửi cho mình làm là chúc mừng sinh nhật bạn ngày sinh nhật đúng ngày 30 tháng 4. Mình làm clip này cũng chúc mừng sinh nhật bạn đấy. Chúc bạn thêm một tuổi mới mạnh khỏe và học giỏi và đạt được nhiều thành tích mới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về arc. Cứ thỉnh thoảng lại có một clip chúc mừng sinh nhật kiểu như thế này. Rồi, vũ khí thì 15, quần áo nó thì 9 và 10. Ở đây chúng ta có S nữ thần ở đây. C139 là một sĩ cờ nó khá là lâu rồi, sao vẫn chưa có Ares nhỉ? À, vui hạng 5 hay là chắc là cũng chưa có đủ công hiến để có thể lên được số 5. Thế nào? Giáp 1K1 và sát thương 1009, thể lực là 287, đủ bắn 144. Máu thì rất là ít, vì là thắt lưng thì cũng là thắt lưng cộng 10% và dây chuyền cũng chỉ cộng 43% thôi. HP chỉ có 8.000 chưa đến 10.000. Với cái lực chiến như thế này mà máu chưa đến 10.000 thực sự sẽ rất là khó bắn. Nhưng mà không sao, chúng ta đang đi ở cả 20 nên là có lẽ vẫn sẽ đơn giản thôi. Pet heal thì đủ level nhưng mà vẫn chưa có đồ pet để mà mặc. Sao thế nhỉ, các bạn này rất là lười cày nhiệm vụ để có thể lấy được cái đồ pet này nhé. Khi mà lên kỹ năng 3 nó sẽ rất là ngon. Còn hiện tại chúng ta sẽ chỉ có cái gậy này để phòng thân thôi. Ném lên sẽ 180% sát thương và mục tiêu bị tấn công trừ 300. Cái này thì mình đọc nhiều rồi nhưng mà mình không biết trừ 300 là trừ 300 cái gì. Một bộ ngọc xem nào, bộ ngọc gì? Hạt nhân xuyên giáp, ngọc giáp, tấn công, kích xem nào. Tấn công 54. Mình sẽ thay cái hạt nhân này, mặc dù hạt nhân có lẽ là level 10 nhưng mình vẫn sẽ tháo ra và đeo cái tấn công vào đây. Mình thực sự là không thích cái ngọc hạt nhân một tí nào. Rồi, ok, tu luyện thì tấn công level 53, nhanh nhẹn 37. Đấy, nhanh nhẹn và đến nâng cao hơn so với tấn công đây. Nó đều tầm, tất cả các tu luyện bạn ấy đều tầm 230, có HP, à có may mắn là thấp nhất, level 27. Rồi, khí hồn cho bạn ấy lên à, bộ 1 cấp 2 rồi, không ổn rồi. Đá khảm à. Hầu hết đều là 7, vừa nãy mình thấy có loáng thoáng có 1 cái 9 ấy. Vật tổ 8, 9, 7 rồi. Cái này khá là ổn so với 4x rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào giải sư cấp thôi. 10 trên 10 và gà 20, 1 sao, không biết là đi sẽ ổn không đấy. Vào trận đầu gặp 4, đây là 46 cộng 15 rồi. Giáp 1K1 thì mình nghĩ là vẫn không thể chịu được một tơn đam full power. Một tơn full power của cầu 15 đâu. Mình tơn sau mà. Có power là mình sẽ power luôn, không suy nghĩ gì hết. Cái tầm này là mọi người đam to nhưng máu lại ít. 900 máu một tiêu. Nghe có vẻ khả quan nhỉ. Power hay là thế nào đây? Hạt nhân à. Mình thực sự bây giờ đánh giá rất là thấp cái ngọc hạt nhân nhé. Thực sự luôn. Đúng không? Đúng rồi đấy. 144 to luôn. Còn mình sẽ to kiểu an toàn, không bắn 144 nữa. Bởi vì sợ mít những cái tia sau. Map này mình rất sợ mít những cái tia sau luôn. Nó cứ lồi lõm như thế này. What? Cái gì vậy? Có quan thể nói cho mình biết là cái gì vừa xảy ra không? What? Đáng lòng. 44 power rồi, không chịu được cái turn này tia này đâu. Rất là khó có thể chịu được một cái turn powerful. Đấy. Vừa trận đầu tiên mà đã ngu người này rồi. Mình không thể tin được là nó vẫn còn vướng một cái ô đất ở trên ấy. Sợ là quá đen. Mà nhìn ra nó khó đấy nhở. Còn mà không biết luôn. Thế bắn như ngáo vậy. Rồi trận tiếp theo gặp level 38 rồi.
Gà 21 này thì chắc là không thua đâu. Mình bảo là bây giờ cầm lực cầm những ác mà full cấp ấy thì rồi lại bò quá rồi lại không lấy được góc. Không thể hiểu được là thôi mình sẽ bắn góc 45. Có góc nào thì bắn góc đấy thôi. Ôi cái tao phát luôn kìa. Nói chung là không ở lại gì cho mất thời gian kìa. Biết là 3x mà gặp 4x cộng 15 thì chắc là không thể ăn, không cơ hội nào thì ăn được rồi. Thoát ra cho nó nhanh. Không mình bắn góc 45 chuẩn phết đấy chứ. Rồi lên vào 38 cộng 12. Có mỗi trận đầu gặp 4x kìa. Bọn em mình đang nói về vấn đề đó là những ác là cấp cao ấy thì bây giờ trận đấu nó sẽ lâu hơn là cầm ác cấp thấp. Ôi hộ giáp kìa. Tôi tưởng không chết được 3x nữa. Thật sự là ô tô giáp khá là trâu ấy nhờ. Quả đấy mà không crit thì chắc là không chết đâu. Rồi những trận ngoài trận đầu tiên ra, những trận sau nó rất đơn giản. Rồi level 38 tiếp cũng cộng 15. Nhưng mình sẽ đạp full ngay từ tier đầu tiên. Ngay từ turn đầu tiên luôn. Tầm này vẫn còn nuôi pet gà thì làm sao mà chống được. Đấy, cái chỗ này thì các bạn bắn lực kiểu gì nó vẫn sẽ trúng. Là mình cố tình bắn như thế. Thực ra thì bắn 435 thì nó sẽ ra sau là chắc chắn rồi. Vì đây nó chưa đến nửa màn hình mà. Nhưng các bạn đứng ở đấy thì bạn bắn kiểu gì nó vẫn sẽ trúng thôi. Vì có cái ô đất đằng sau nó chắn cho. Rồi tiếp theo là gặp level 54 rồi. Vừa lên 19 phát là gặp 54 luôn. Gặp 5x luôn, không biết là có cân được không. Máu thì thực sự rất là ít. Mà mình không thể nào tin được. Và đương nhiên là mình sẽ không tin là 5x tầm này chưa cộng 15 đâu. Ít có trường hợp nào 5x mà chưa cộng 15 đâu. Không biết đam hay có chết không nhỉ? Trả lời luôn. Vừa lên 19 xong lại xuống 20 rồi. 5 trận. Chúng ta sẽ thể hiện tiếp tục ở 5 trận cuối cùng này. Dòng ghê như là chưa lên đúng. Đấy, level 50 chưa cộng 15 kìa. Bây giờ cộng 13 hay 14. Dòng thì chưa lên rèn luyện. Còn phải chăm đi phó bản vào thì mới có đồ pet để mà mặc vào được. Tăng cái chiến rất là nhiều. Chưa có bao. Giờ là chưa có bao. Không biết là đứng ở đây liệu có bị đào không. Nhưng mình nghĩ là cái góc này sẽ khó đào đấy. Đúng không nhỉ? Ôi 3.000 máu kìa. Ôi khả năng trận này là ăn đấy. Trận này có khi là ăn đấy. Không hiểu tại sao được thêm tên nữa. Phù. 2.200 máu. À cân được, anh kia cơ bản chưa cộng 15 nên có thể cân được. Chứ mình nghĩ là nếu mà 5x mà cộng 15 không có lý do gì để vào mà họ không đang full cả. Nó với cái lượng máu 8.000, hơn 8.000 thì chắc là không thể chịu nổi một tơ full down đâu. Ô, lên gà 19 vẫn gặp lại 3x này. Cũng cộng 15, biết được gà. Bạn không nên nuôi pet gà. Pet gà sự pet vô cùng yếu. Vô cùng yếu đuối. Ngoài việc skin 2 nó ngon ra thì không có cái gì. Không còn gì để có thể hy vọng được ở pet gà nữa. Lực chiến thì cũng thấp. Kỹ năng 4 thì cũng không làm gì được trong trận đấu. Kỹ năng 4 của nó là mặc dù pet công nhá, nhưng mà kỹ năng 4 nó lại tăng phòng thủ và trừ sát thương. Nên là vào nó không giúp đỡ gì cho mình trong khi mà mình đi war cả. Không giúp gì cho việc đi war cả. Đang phun luôn. Rồi chết rồi, không có góc của bắn rồi.
cái vấn đề của thể lực thấp đó là không bò ra được mà để mà lấy góc chuẩn được. Bỏ kích kìa. Ui dồi. Bỏ kích mà được có 3.000 máu rồi các bạn ạ. Ui anh kia trầu thế. Level 57 thôi mà. Xem họ bắn như nào đây. Không cần đến khi họ bật bò. Bảo kích mà không chết nhỉ. Hơn 9.000 máu. Cơ đấy mình bắn hơn 9.000 máu mà còn chưa chết. Cầm những ác như này sự chỉ vào biết đam phun, không biết làm gì hơn. Bạn thì nghĩ đam chay mà sống được à? Xuyên giáp kìa. Ôi sao mình lại bắn mạnh hơn như thế rồi mà nó vẫn mít nhỉ. Nhưng mà may là không hiểu tại sao người ta vẫn mất máu. Ôi gần chết kìa. Anh kia level 43 thì hình như chỉ có 6 hay 7 nghìn máu thôi. Đánh trúng đấy. 300 máu kìa. Tuần này thì không có gì mà phải suy nghĩ nữa rồi, cứ bắn như vừa nãy thôi. Nào vào đây mình bắn đúng 53, thế nên là nó không trúng. Rất là nhẹ nhàng, chỉ 2 turn chay thôi. Rồi, còn mấy trận hôm nay đi khá là nhanh. Cầm những ác thấp như này thì đi khá là nhanh. Bởi vì là bây giờ là mọi thứ đã thay đổi. Cầm ác càng thấp thì đi sẽ càng nhanh. Vì là mọi người là luôn luôn cường hóa vũ khí lên trước rồi mới cường hóa áo nón, thế nên là sát thương rất là cao so với cái điểm giáp. Đang phun luôn. Các bạn thấy là mọi trận đấu nó chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 turn bắn. Nó đang đẩy người, không biết có trúng không. Này, giữa người, ui. Ui man. Không biết là đối thủ chúng ta thuộc tầm cỡ gì đây. Vào đang phun không chết. Ơ, mình đam họ cũng yếu mà họ đam mình cũng yếu à. Chỉ là 1.200 máu sau cái tên bắn đấy thôi. Giờ đam phun xong nó sẽ như thế nào. Đừng xuyên giáp, đừng bảo kích, đừng tấn công. So good. Giờ này mình thích trận với anh quá. Giờ thì mọi chuyện trở nên đơn giản rồi. Đám chay chắc là cũng chết rồi. Wow. Thực sự máy đi quá là nhanh luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ tập trung vào làm những app mà 5x và 6x nữa, chứ không làm những app 3x, 4x thì thực sự trận đấu nó sẽ diễn ra quá là nhanh luôn. Cái này mình chưa đọc cho các bạn xem cái điểm app đó. Mình đọc rồi. Điểm giáp dưới sát thương là, nói chung là sát thương gấp đôi điểm giáp. Gần gấp đôi. Ôi giời, có lẽ là clip mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ cho mình, giúp mình có thể được làm những video hay hơn, hấp dẫn hơn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình, chào các bạn.